được trang hoàng khá đẹp mắt. Nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Vinh đã trở thành điểm vui chơi, thu hút số lượng lớn các gia đình, giới trẻ đến ngắm cảnh, cùng lưu giữ những khoảnh khắc có ý nghĩa trong mùa xuân mới. Trong đó, đường hoa trên phố đi bộ Hồ Tùng Mậu, ngày cũng như đêm, chứng kiến lượng khách vui chơi du xuân khá đông đảo. Và con rồng, linh vật biểu trưng cho năm mới Giáp Thìn 2024, là vị trí ưa thích được nhiều người lựa chọn làm điểm check-in. Năm nay là linh vật là con rồng, thì hiện tại đang đứng ở quảng trường đây, thì rồng năm nay thể hiện rất có cái hồn và gần gũi với người dân, và đứng góc cạnh nào cũng thấy là thân thiện và đẹp. Chùa Cổ Am, xã Diên Minh, Diễn Châu cũng là một trong những điểm du lịch tâm linh thu hút du khách thập phương từ mọi miền đi lễ dịp đầu xuân. Trái ngược với vẻ thâm nghiêm tĩnh mịch của ngày thường, dịp là Tết, Phật tử du khách tìm về để tìm những phút giây thư thái trong tâm hồn, được hòa mình vào không gian linh thiêng nơi cửa Phật, cùng trải nghiệm, tìm lại những khoảnh khắc của không gian văn hóa truyền thống Tết xưa được tái hiện qua những tiểu cảnh. Các điểm check-in ở đây thì rất là, phải nói là rất là tuyệt vời, và hầu như là các năm thì em thấy các thầy đều rất là chu đáo trong cái việc là tổ chức các cái địa điểm check-in. Từng năm nó đều có cái sự thay đổi và khiến cho mọi người khi mà đến, đặc biệt là giới trẻ, đều cảm giác nó giống như là được một cái chen ấy ạ. Nên là mọi người rất là cảm thấy rất là hoàn hảo khi mà check-in ở đây ạ. Với mong muốn tạo một không gian du xuân vạn cảnh cho thập phương tín thí, thì chùa Cổ Am năm nào cũng tạo những cái mô hình cảnh quan, những cái nét đẹp truyền thống Tết xưa cho quần chúng nhân dân Phật tử khi về lễ tham quan lễ Phật, thì có cơ hội để mà trải nghiệm những cái truyền thống Tết cổ truyền, cũng qua đó cũng giúp cho quần chúng nhân dân Phật tử ôn lại được cái truyền thống của tổ tiên. Những ngày tới, thời tiết dịp đầu xuân tiếp tục có nắng sẽ là điều kiện khá lý tưởng để người dân chơi Tết vui xuân. Nhiều điểm di tích thắng cảnh như Quê Bác, Chùa Đại Tuệ, Đền Cơn và các điểm du lịch ở vùng nông thôn tiếp tục sẽ là nơi thu hút du khách đổ về vui chơi, trải nghiệm dịp đầu xuân.